I guess you saw that Wong is back. God, everybody loves Wong. It's like giving the show Twitter armor for a week. Oh yeah. Hello và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tentacles. Mong rằng mọi người đã có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Thật không dễ gì khi quay trở lại cuộc sống thường nhật đúng không? Nào là bận rộn với công việc rồi không có thời gian hẹn hò, hay vẫn đang quen với kỳ nghỉ lễ, hệt như cô nàng Jennifer của chúng ta vậy. Vậy nên, hôm nay hãy cùng chúng mình xem Jennifer có gặp chuyện may mắn trong tình cảm như ở tập phim thứ tư của She-Hulk Attorney at Law không nhé. Như mọi khi, Tentacles vẫn sẽ phân tích và điểm lại một số chi tiết mà bạn có thể đã bỏ qua. Còn giờ thì, let's go! Lights, camera, action. Ghost Rider xuất hiện. Đã có rất nhiều suy đoán rằng Johnny Blaze aka Ghost Rider sẽ xuất hiện trong She-Hulk khi mà một phân đoạn quảng cáo cho thấy một tấm affix có ghi dòng chữ Blaze. Tuy nhiên, cảnh đầu tiên của tập này đã phủ nhận hoàn toàn những suy đoán trước đó. Marvel chính thức cho fan ra chuồng gà vì sự đoán giả đoán non. Hóa ra Blaze ở đây ám chỉ một nhà ảo thuật nghiệp dư mang tên Donnie Blaze. The great Donnie Blaze. Màn ảo thuật của Donnie tệ đến mức không ai buồn vỗ tay, cho đến khi anh lôi ra một chiếc sling ring, thứ mà chỉ các pháp sư của Camouflage được phép sở hữu. Donnie mời cô gái say rượu tên Madison lên sân khấu. Madison with two N's, one Y, but it's not where you think. Anh mở một cánh cổng dẫn đến một chiều không gian khác lạ và dịch chuyển Madison qua đó. Một lúc sau, Madison hạ cánh ở Camouflage, làm gián đoạn luôn buổi xem phim The Sopranos của Wong. This is the one where they kill Adriana. It was so sad. Wong cần đến sự giúp đỡ của She-Hulk. Tức giận vì hỏng mất buổi xem phim yêu thích, Wong thề sẽ khiến Donnie trả giá. Chuyển sang cảnh của Jennifer, cô nàng đang chuẩn bị đi làm thì bố của cô tới thăm cùng với một đống trang bị sau đợt phục kích lần trước. Your daughter's a Hulk. I'm gonna be fine. Dù cho Jennifer có là She-Hulk, thì ông cũng không khỏi lo lắng cho con gái của mình. Dù vậy, Jen nói rằng mình vẫn ổn và cô có thể xử lý được. Then I will kick their ass again. And you can use the shovel. Trở lại văn phòng, Jen lập một tài khoản riêng trên app hẹn hò với danh nghĩa là Jennifer Walters chứ không phải là She-Hulk. Perfect. Lúc này, trên màn hình máy tính hiển thị một mã QR trong hồ sơ hẹn hò của Jen. Mã QR này là đường dẫn tới truyện West Coast Avengers Annual số 4, ra mắt năm 1986. Wong dịch chuyển tới phòng của Jennifer để kể tội Donnie Blaze. Theo lời Wong, thì Donnie từng là một đệ tử của bí thuật Mystic Arts nhưng bị đuổi chỉ sau một tuần vì gây vô số rắc rối. Wong muốn thiết lập một tiền lệ để không có ảo thuật gia nghiệp dư nào can thiệp vào bí thuật nữa. Donnie Blaze thoát tội. Vì Wong chưa bao giờ chứng nhận trên giấy tờ bất kỳ học trò nào tại Camouflage, nên Jennifer nhận thấy sẽ rất phức tạp để lệnh cho Donnie Blaze hủy bỏ sử dụng phép thuật. Dù vậy, Jen vẫn quyết định giúp đỡ Wong. Trong ngày phiên tòa giữa Donnie Blaze và Wong diễn ra, Wong triệu tập Madison để chứng minh rằng Blaze đã dịch chuyển các tình nguyện viên một cách bất hợp pháp. Madison hồn nhiên kể lại quá trình dịch chuyển đến một vùng đất ma quái và phải lập giao ước với một con quỷ tên là Jack, chứ không phải là Mephisto, để về lại trái đất. Thẩm phán có phần nghiêng về phía Donnie trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bất chấp mọi nỗ lực, Donnie vẫn tiếp tục được hành nghề và hả hê châm chọc đội của Jen. Sự xuất hiện của những pháp sư hạng thường như Donnie Blaze đã trả lời cho câu hỏi điều gì xảy ra với các học trò sau khi thất bại tại Camouflage. Đơn giản là họ quay về sống như một người bình thường hoặc biểu diễn những thứ mình học được để kiếm sống. Tuy nhiên, những người như Donnie không phải là không nguy hiểm. Anh ta ở cấp độ cao có thể mở các cổng không gian khác, kêu gọi những vị khách không mời đến trái đất, hoặc tệ hơn là gửi một ai đó đến sai địa điểm. She-Hulk hay Jennifer Walters? Vì quá mải mê với công việc luật sư mà Jen gần như quên mất chuyện hẹn hò của mình, Nikki cố gắng hỗ trợ Jen trong việc tìm kiếm đối tượng thích hợp, mặc dù cô cũng đề cập đến việc rất khó để lọt vào mắt ai đó khi Jen không phải là She-Hulk. Jen muốn là chính mình cho các buổi hẹn vì cô đã luôn luôn xuất hiện dưới hình dạng She-Hulk trong công việc rồi. Buổi hẹn online đầu tiên của Jennifer không hề suôn sẻ khi anh chàng mà cô gặp là một kẻ gan dở. Thậm chí anh ta còn đánh bài chuồn ngay giờ phút thanh toán làm Jen không còn thất vọng. Không thể tìm thấy một ai khác khi chỉ là một luật sư giản dị, Jennifer quyết định dùng danh tính She-Hulk để hẹn hò. Ngay lập tức, có vô số chàng trai quẹt phải với Jen trên app làm cô không khỏi hứng thú. Khởi đầu thuận lợi là thế nhưng buổi hẹn tiếp theo cũng không mấy suôn sẻ. Phần lớn các chàng trai chỉ tò mò về sức năng lực mà cô sở hữu hoặc khoe mẽ về bản thân. How much can you deadlift? A literal ton? Well, I just did 600. I'm not even a superhero. Tưởng chừng như đã bỏ cuộc thì Jen gặp được Arthur. Suýt nữa cả hai đã hôn nhau trước khi bị Wong phá đám. I'll be right back. Lights, camera, action. Nếu tuần trước Megan Thee Stallion đã có một màn cameo mang đến giai điệu của bài Body, thì trong tuần này, She-Hulk đã sử dụng các khúc Zoom của ca sĩ kiêm rapper người Hàn Quốc Jessie. Zoom là bài hát nhận được sự yêu thích của đông đảo cộng đồng mạng trên toàn thế giới nửa đầu năm nay và phủ sóng mạng xã hội TikTok. Có lẽ vì thế mà Marvel đã chọn Zoom cho list các bài hát tuần này. Dì trên mức độ chịu chơi và bắt chen thì Marvel không thua ai đâu nhé. Đánh nhau với quỷ. Quay trở lại với Donnie, trên sân khấu lần này, Donnie mở ra một cánh cổng nhưng tình nguyện viên của anh không muốn vào nên Donnie đã hóa phép cho con chim của mình để một quả trứng trong tay cô gái.
Từ trong trứng xuất hiện một con quỷ dị hợm và lao vào tấn công mọi người. Theo sau đó là hàng loạt những con quỷ khác đi qua từ cánh cổng chưa đóng lại, gây ra tình cảnh hỗn loạn không thể kiểm soát. Ernie đành phải cầu cứu Wong trong khi ông đang xem bộ phim This Is Us. Khi mọi chuyện trở nên khó khăn, Wong triệu hồi She-Hulk ngay lúc cô đang có một buổi tối lãng mạn. Cả hai nhanh chóng hợp tác. Jennifer buộc Donnie và đối tác của anh đồng ý với các điều khoản ngừng hoạt động khi vừa hỗ trợ Wong vừa đuổi đánh lũ quỷ. Xử lý xong xuôi, Chen quay trở về với Arthur. Hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng đáng tiếc cho Chen, Arthur cũng đã vội vàng đi mất sau khi trông thấy hình dạng con người của cô. Whatever, hot doctor's a cliche anyway. Titania tái xuất. Cảnh cuối cùng của tập 4 cho thấy Chen bị kiện vì sử dụng cái tên She-Hulk. Hóa ra, Titania đã đăng ký nhãn hiệu cho cái tên này, nghĩa là Chen đang sử dụng nó một cách bất hợp pháp. Mặc dù không chính thức xác nhận, Chen đã luôn được gọi là She-Hulk, nhưng bây giờ cô lại phải trả tiền cho cái tên đó. Có thể, đây là chiêu thức dùng để trả đũa She-Hulk của Titania sau lần chạm mặt đầu tiên. Titania là một cá thể siêu cường, mặc dù vẫn chưa biết được mức độ sức mạnh của cô, nhưng hy vọng trong các tập tiếp theo, động cơ của Titania sẽ được giải thích rõ ràng và chúng ta sẽ được chứng kiến một trận chiến khác giữa She-Hulk và Titania, về vật lý lẫn pháp lý. Madison và Wong. Sau lần tiếp đất đầy bất ngờ tại Thánh Điện, Wong và Madison đã trở thành bạn thân. Trong phân cảnh post credit, cả hai đã cùng nhau xem This Is Us và nói về các loại đồ uống có cồn khác nhau. Longers, have you ever had tequila sunrise, Long Island iced tea, blue carousel? No. Just vodka straight? No, I've had Goldschlagers, Manhattan. Yep. Thức uống yêu thích của Wong là gin tonic. Còn Madison mong muốn được thử món sữa yak mà Wong vẫn cho hay vẫn còn ít vodka và sữa yak trong tủ lạnh từ đám cưới lần trước. Đám cưới mà Wong nhắc đến ở đây là của ai? Khả năng cao đây chính là đám cưới của Christine Palmer, từng diễn ra trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dù vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Như mọi khi, post credit của She-Hulk luôn là một phân cảnh hài hước và không đóng góp gì nhiều cho câu chuyện. Tuy nhiên, thật thú vị khi được thấy những khía cạnh khác của các siêu anh hùng trong MCU. Không biết các post credit tiếp theo, She-Hulk còn tiếp tục chờ đợi những đoạn phim gây cười hay hé lộ điều gì đó bất ngờ. Dù là gì thì cũng hãy chờ xem nhé. Nhìn chung, tập 4 của She-Hulk Attorney at Law là một tập giải trí và bổ sung thêm phân cảnh hành động thiếu vắng từ các tập phim trước. Với độ dài 9 tập, có vẻ như She-Hulk vẫn chưa vội đi ngay vào câu chuyện anh hùng đối đầu phản diện thông thường, mà khai thác những vấn đề Jennifer Walters phải đối mặt hàng ngày. Dù vậy, trong các tập tiếp theo, She-Hulk nên đẩy nhanh tiến độ, nhất là khi có ai đó đang lăm le chiếm lấy máu của Jennifer. Việc giữ kín một nhân vật khá lâu có thể khiến cho khán giả mất đi sự hào hứng ban đầu. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong tập 4 của She-Hulk Attorney at Law. Mọi người thấy tập phim này như thế nào? Chúng mình còn bỏ lỡ chi tiết nào không nhỉ? Hãy comment ở bên dưới để cùng thảo luận nhé. Đừng quên like, share, subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video phân tích nào của She-Hulk trong tương lai. Còn bây giờ, Yên Châu, anh đẹp trai và Bin, xin chào và hẹn gặp lại.